but rovieng noun plus adjective nung ke jeung bat line ni line ke toy ni khi ta jeung meul hai vi phiet nok ni teu sambat love fickle tida decided to marry Vesna ok jeung meul piak tha sambat love chang sambat love ni ke che niam ke che clear niam ok da pe fickle ni che kun kun niam fickle che kun niam chang hai hai khama dambei phdaich muoy chang jeung meul mi clear ni ke hai tha absolute absolute fresh. Okay, đợt bây giờ bỏ, anh chị bị bỏ mình để nhom bánh, nhom dây bánh mình chẳng. Để sao ta, những ai là cho tiệm vật, tiệm xin, tiệm because, vì một vía. Đầm bay ai, để sao tại vì act like adverbially nữa, chỉ adverb á, chứ như bỏ thằng mà đam á thầy mấy. Để sao ta, đôi câu bị prove ta. Chẳng bị prove ta, sai ha rồi bỏ sầm bắt, bị sao ba, đặt ở đây nhẹ nháy. Thì đã có sầm ra chất từ điệp ca cho mỗi việc nào từ. Ok. Chẳng như xưa tha này, bởi dân xưa tha hai đối ban chứ thì đa sầm ra chất điệp ca mỗi việc nào. Để xa ta ấy Sna ha bỏ sầm bát nên bị ọt tiền vì sao ba. Chẳng như anh dễ tha sầm bát love fickle absolute fact nên vì anh modify our entire clause. Vậy ha chỉ man clause thì đã decided to marry Vesna đi. Rồi cứ dân dễ tha we modify I love này, love cái gì. Okay. Chẳng nhìn từ bắt đầu thì mới chẳng nhìn đăng ấy mà clear này cứ chia absolute fresh bắt đầu tiết máu. Their shoes muddy. The children was not allowed into the house. Chẳng nhìn mưa their shoes bài chướng rồi bọc phụ kế. Chẳng nhìn mưa này their shoes này cứ chia niêm. Rồi về muddy này chia adjective. Chẳng nhìn mưa không clear absolute fresh này cứ miên niêm bọc ấy adjective. Okay, chẳng nhìn prime thì mới để sao ta bài chướng bọc phụ kế và lá. Không mấy ngon nắng cứ ở thời bạn này nhát ở chỗ nóng ở chỗ được không tiền thế. Bây giờ tỏ tiền máu his life so boring he thought of resigning it. Thế nhưng mà này his life cứ chỉ niệm so boring cứ chỉ adjective. Nhưng mà trong for bị viết sâu đại chỉ adverb modify được or emphasis out boring như thế nhưng mà trong for vì chỉ clear của niệm. Mà ta phải dùng thử mới dùng khơi những con kể mới tới dùng ai cũng vậy mà thả nó vì chưa absolute fresh. Khi hình chắc như bố mà thả đời xa ta chỉ vật và quạt nâng vì smoke smile vì cụ ở twin top thì ấm có xâm rạch chất có kích trong ca rạch chân áo vì xa lần bình. Khi hình chắc nơi nông slide mới dùng bàn khơi tất tập hiệp rồi bỏ absolute fresh đòi miên noun bộ ai modify ở bố cứ adjective. Khi lấy dùng bà to tiền máu absolute fresh đấy đại miền noun bộ ở past participle rưu có past participle press và trong giấy tham past participle bà nhìn nhóm xâm đáy từ đó verb tung tì bầy rưu có verb để tham ý đi mà nhóm giấy tham past participle press nhóm xâm đáy đó clear tiện ta clear này dân clear và nên hạ vì miền participle press hát vì miền clear chọc cho mùi viên tiệt khi ta dùng mưu tì hoa tầm nào tới tì mùi cái đại thà his money lost. So Paul cannot afford to pay those prices. Chẳng như mình nghĩ his money chỉ niếm đã bị lost chỉ past participle. Chẳng mà tích nhất như anh dạy bạn thay chỉ absolute fresh. Cái nhiệm bộ mà thầm mình để xa tại quạt chủ bạn lối so Paul nó có đạo miên là tập hiếp không ca chùm nai tinh rồi có chùm nai lưu đầm lấy từng ổn nô tề. Đã bị tới mươi tiền mắt nói tí phí. Her arms folded across her chest. Professor Hill warned the class about the penalties of plagiarism. Thế nhưng mà nè, her arm cứ chìa niếm, đã bị folded. Chẳng ở bị folded này cứ dừng mơ khơi folded across her chest. Chẳng vì chỉ past participle phrase. Chẳng những anh dạy bạn ta chỉ clear từng mũ lắm, chỉ absolute phrase. Ok, chẳng những bộ mà thầm ấy, nhưng anh dạy, nhưng anh đã chỉ mùi vứt. Chỉ mũi của bạn đấy chẳng đợt đây chẳng cú áo nơi lưu trúng Sastra cha hiếu bàn phổ miên tới cam thân nạ riêng rồi có sắc nông thân nạ riêng tệ tương tình nâng bị nấy để cao láng vì ca lùi chùm lòn khỉa rồi có lùi cùng nấy khỉa plagiarism á chào là sắp bà này thà chào đại lùi sắp nâng nẻ phịa rồi có cùng nấy bà này đợt tầy đợt bê chẳng nói mưu tiết cư
His heart broken, Vesna turned to be an alcoholic. Thế nhưng mà nè, his heart cứ chỉ niếm bộ ai bị broken. Broken cứ past participle. Chẳng như ai dự bản thân clear chỉ absolute phrase. Chẳng như bộ mà thầm ấy. Để xa tại bạch bạc này hả? Vesna có prai khuôn, rồi có khai tế chìa nè, đại bằng mắc mở rụp, rồi có chân bằng mắc mở rụp. Đó bê, mùi tiết máu, PM cannot order the army. It's role limited. Chẳng, PM ai bình chia tố bàn bản thế. Để xa tại role bà quát, thời bàn cầm nọt này. Ok, chẳng như mùi role hay nâng bột bị thá, limited. Đó bê, từ mùi tiết máu, their teeth broken. My children cannot eat sweet food. Chứ như mà nè, their taste cứ chỉ niếm, the be broken is chỉ past participle. Chẳng như anh ấy bảo là clear is chỉ clear. Absolute phrase. Chứ như bộ máu ta, để xa tại mình con mà nhóm mình bạ rồi còn để xa tại mình nó mình bạ. Chẳng mình nó là anh nhằm nờ à ha để miền chịt sweet bà này. Ok, tập tư tiết máu, tiết buồn này cứ Nian was missing him. Her face saddened, her eye wept. À, dừng thêm F1 này dừng, đợi dừng trong bộ thả tiền cù. Ok, tập chân, Nian, bà nức đầu lật đầu rụt quát, đằng quát nào đấy. Her face saddened, hay tây mục rồi bỏ Nian, cứ cream crom. Ok, đợi về này. Đại không nên dùng để nhôm chạm phải bằng mấy những eyes đồng bày ở bên bàn đèn cù. Chứng này rồi bọn nến nó cứ chụp cho ông đấy đại tập này. Cho nên khi này nick cứ chỉ absolute fresh cái đạm máu đồng bày thì po đồng nia chỉ cứ po đồng nia và thêm tiền. Bởi dương đạm và mắt tha niên missing him nó vía. Bởi dương bảo lõm lỗ như xe cha niên ban đặc đặc cả nhà mà nẹt một nến ban đặc đặc đào rụt quát. Còn nó vía ăn mía hay vía ăn bên xì ở rong ấy. Chứ cái đạn của trẻ tiệt, her eyes, her face saddened. Đời miên tắc mục cream crumb, hay kêu cái này chẳng cú chuộc cho mày tắc này. Ồ, có chứ sad mình tên. Chẳng như này án nó cứ sad để tạm mình. Ok, đợi bê bật thoa tiệt máu thì pram này cứ her house destroyed, Vesna move in with her sister. Chẳng này xa tại tiệt thử bàn kì cũng tích cháu. Tiệt thử bàn tích tí. Vesna bạn plap đô từ nơi chỉ mùi nâng rưa từ nơi chỉ mùi nâng bôn sợi đồ bọc niềm. Chẳng như mơ ní, her house kì chỉ niếm đồ bê destroy kì chỉ past participle. Chẳng nông nấy ní dạ dì mà đi bê chạp blue fresh. Tới tiên máu, his baby daughter come by a bottle, niềm continue to clean the kitchen. Chẳng như mơ nè, his baby daughter kì chỉ clean niềm. Đọc máu bột áo ấy phát participle clear đến phát participle come by a bottle. Chẳng dương bộ mắt thá để xa tay con srei tôi baby daughter bà con ấy chụp dung để xa tay để nhờ áo ấy à bottle à phong tự đọc cố. Chẳng niếng ấy còn ai miên là tập hiệp mà phần cả bần to xâm át rồi còn bần to chút xâm át nơi chỉ hẹn bài bà con. Đợi bây giờ nói trong cao này cứ the wedding ring long gone. He got into an argument with his wife. Chẳng, nhưng mà nè, the wedding ring, ta mắc bầu ở biệt hả? Gone. Chẳng đây tha, noun, wedding ring này. Noun hay bầu ấy, past participle. Nhưng bộ mắt tha, để xa tay chỉnh chiên ở phía 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 bàn trục bắt. Còn ấy cứ miên chùm lúc chùm mùi bồn bọc quạt. He got into an argument with anh ấy hà miên chùm lúc rồi có miên vì viết chùm mùi nâng bọc bồn rồi có phẹt dìa rồi bọc quạt. Ok, lưng bọc to là tiết máu. Participle mảnh dương dây bì participle cứ past participle lấy cái dương dây bì niếm bột áo present participle rồi có present participle press đôi mảnh mảnh nhất. Bọc trong dây tha bộ niêm bộ present participle nhưng từ đó niêm bộ ai kể giả sắp tham ai anh chị hoặc trong giấy tha niêm bộ ai present participle press nhưng từ đầu đó niêm bộ ai clear đại đam là ứng đối verb ing thế tại những mơ thì họ đừng bè dừng dừng những mơ thì họ thì mới kể đặt tha his heart racing support as his girlfriend to marry him.
The pay mui tiền máu supports ask his girlfriend to marry him. His heart racing. The pay mui tiền máu support his heart racing ask his girlfriend to marry him. Chắc như mưa bị vô tặng bay nấy cứ viên này đại mui đấy. Cô bạn tái ở đây đại dương khơi nước cứ tạo tên được ti tăng rồi bỏ absolute fresh. Chắc như mưa này không nơi không bị vô tí mui cái đã absolute fresh nơi hàng mốc. Đặc biệt bị vô hàng cầu nấy. Ok, bị vô cầu nấy cái đã absolute fresh nơi hàng cầu ấy. Đặc biệt bị vô tí bay nấy cái đã absolute fresh nơi cái đào. Chắc như vậy thằng mít cái đã lại na của bạn này. Chẳng tài quay đầy sống khán cư nhạc mơ đi còn dùng. Chẳng dừng bạn đang hỏi nên phải để niêm bột ai present participle chẳng vì chẳng absolute fresh chẳng trong đại nạc của bạn này. Chẳng những bộ thông đà máu support sna nửa mất xây bỏ quạt rịp ca rồi còn xong mất xây bỏ quạt rịp ca tiếng bẻ đốn vứt những ai đặt này vứt xì mùi máu tiếng bẻ đốn bỏ quạt cùng phong tài bột đục đặt ok chẳng tiêu hoa bị mùi bị bấy này kì bị đôi kia tê kể cho nhóm bà chạm bộ thì tế bà ta phải là sầm khánh thì dương mưa ti trang bà vì trong đại nạc của bà này thì sầm khánh khám mạng bà đạc đá khám mạng cứ khám mạng khung cổ đồng bì đi mất đồng bì bà đạch ok đồ bê ở tí buôn ấy cứ support stood one hand holding a cup of coffee ok dương mưa support cho là support cho đòi đây mà kháng can nữ kèo cà phê mà kèo rồi gọi đây mà kháng can nữ cao cà phê đầu tiên thì pram đi máu a handshaking he sat down to take the exam chân quát cho bà lõng tiếng đáy cùng bông tay nhỏ nhỏ nhẹ này là nhỏ đáy á chân khơi nhỉ absolute fresh của mình cứ bia modify tiếng oh, modify ai niêm đại viên nơi nơi cho bia dù mình nhỉ handshaking chân hand này mấy chữ handshake đó bây giờ hát mấy cứ hát racing ok đó bây giờ bỏ môi nít nhưng mà bắt đầu tiết máu his heart pounding his hand shaking the young man knelt and proposed a marriage to his girlfriend chứ nhưng khơi nè his heart pounding ok bé đồn bà quát cứ beat faster này thà vì bục đục đã đó về đáy nó còn nhò nhẹ đáy còn phong nhò đây nhò đáy phong bị đông bọc đục đặc phong đến anh nó từng ngón nó cứ bị bỏ ra này cái ơi young man được bỏ ra này ơi cao thiệt bỏ young man này bỏ man clo bị một này chẳng nhưng bỏ máy tham ấy đầy miên đòi bị đông còn phong từ lục đục đặc đáy nó nhò nhẹ dù vậy bộ rock này cứ lật trường cùng chốt hay có sna mất sợi được bóc luôn điệp cả đập bê bờ to tiệt máu tì phẩm phơi này knees knocking palms sweating the child grabbed down the dark hole to investigate the noise knees knock đấy như smile biết ha nhô đại biết shake đây chẳng ở trường cung nâng chập đàm nhô ai palm bắt đai này cứ chập đam sweat mà đây ha chênh nhớ máu chẳng à tớ nói này cứ view pattern này cái cứ pattern này ới tất tập hiệp nơi trong main clock hàng mục này chẳng thmey srai này cứ coma tội mà nú aun chô ờ tới trong hall đỏ ngất kệ đà aun chô tới trong hall đỏ ngất đâm bay rọc mơ nơi sầm lên the noise này khi đập bê tư tiệt máu thì bầm vẫy. Niang stood by a photo album. Her eye glanced up from the book. Her mouth whispering something. Chân niang cho nơi chụp photo album muối. Đòi này sầm lăng từ căn sụp thứ. Hơi mót rồi bỏ niang cùng phong tài whispering này cùng phong tài sập rừng ấy muối. Ok cho những khơi nhói được không đấy cứ tiện tương từ năng ti tăng bỏ absolute press hay tiện tương từ năng rút phía bỏ absolute press là cái prang không phải dụ chẳng còn không thay được về được này dương khơi và lòng lốt này dương cần để vô cho bạn ok đập bê và to tiết máu niếm bột ai modifier mới tiết cứ prepositional press mình đã clear preposition ok
Khi ta dùng mơ, ủy tí hò tới, tí mơ cái đã tha, his parents at work. Somebody called his friends to visit. Chứ nhưng mà nè, his parents, cứ chỉ niếm, là bê at work, cứ chỉ prepositional phrase, cứ chỉ clear preposition. Chứ nhưng anh dì bánh tha chia absolute phrase. Chứ nhưng bỏ mà tha, để xa tay, mà đài bốc bọc quát ở nơi tía, somebody có bán call hai từ căn mật hẹn của con rồi bọc quát, ở mà lên. Để bê tí phí, cái đã tha, his car in the shop. So Paul took the bus to work. Chỉ mà nè, his car cứ chỉ niếm the way in the shop cứ chỉ prepositional phrase. Nơi tha clear đại phát âm lang đại preposition. Chẳng ở đại sa tại lan chót tục nông háng. So Paul có ban chỉ lang trống tới thưa cả. Ở the way ti pram. Ở thể ti bay nè. She stood her left leg on the chair. Chân niên chó đã đặt chân ở lap hàng chuê những nơi lớn cả ấy. Chân viên bị bỏ ra nế, dù mà nè, her lap leg. Thì dân cũng khơi bị tha để nhờ lap nế, thì chú phát phát tư dịp phố mà nè. Để dân lưu tha left hand side, left leg nế là chân hàng chuê. Chẳng hờ left leg chưa hai chuế. Cứ đặt nó lỡ cả ấy. Chẳng on the chair này cứ chứa prepositional phrase. Chẳng lại này cứ chứa absolute phrase. Đập bê tí buôn này cứ đặt ha his knife in hand. The deranged man threatened to slit the policeman's throat. Chứ như mơ his knife cầm bật. Như mơ là his knife cầm bật rồi bỏ quạt, con bật bỏ quạt. Chứ như mơ his knife này cứ chỉ niếm đập in hand này cứ chỉ personal phrase. Chứ như ai vậy mà thao viên chỉ clear absolute phrase. Chứ như bộ thẩm đá mà tha đầy miên đầy chuộc nâng cầm bất. Rồi có cầm bất chuộc nâng đáy. Có cầm bất chuộc nâng đáy. Bộ rõ vì bà lại chất mà nẹ này cứ cầm riêng áp đạch bằng phong co rồi bỏ bộ lịch. Khi đập tì bà tuộc trong crowd đi máu. The girls standing side by side. They sang the national anthem loudly together. Chẳng như mình nè, the girls standing side by side. Cái bài tới anh ấy cứ chia clear để dừng dậy cái đàm ấy cứ niếm bộ bài modifier mỗi cứ present participle là nhóm đạo thì họ giờ lắm anh ấy cứ để sai khi mình clear niếm hoặc là mất bộ present participle chờ anh ấy mình chia noun mình chia để nhà prepositional phrase đây. Okay, anh ấy anh lược đạo thì họ muốn được bộ cái lại niếm bộ ở present participle là nhóm đạo thì họ chỉ phòng chắc mình khơi mùi này này. Ok, ta những bộ thầm ra ban đấy tha main stage tiếng lái cho tâm khí hay cái riêng nữ đây ha riêng nữ bật lên chiếc dạng lư tiếng ở khnì. Ok, chẳng trong video này xem miên một phần nữa hay xem không tha khnì dương nâng ban dù khla để tương tự nâng absolute phrase hay nâng cái đấy dùng bộ sự phơi phía cáo dương nâng ai nâng mà miên một tờ song sai trang thế. Chẳng sẽ đọc như dương na đầy miên sử nú ấy ai comment thằng crowd mà.